Xin kính chào toàn thể các bác. Tầm này rất là muộn rồi nhưng mà vẫn phải cố lên clip cho các bác. Mấy hôm nay bận quá em đi hỗ trợ setup cài đặt những hệ thống âm thanh karaoke gia đình và những cái hệ thống âm thanh chuyên dùng cho anh em touring biểu diễn sự kiện chuyên nghiệp ngoài trời. Thì trong mặt các bác ơi là đáng nghĩa là có 4 đến 5 bộ cơ nhưng mà hết hàng. Nên là em giới thiệu những cái mã nào là chưa giới thiệu nhá, còn mã nào giới thiệu rồi thì sẽ quay clip sau. Đấy. Thì đầu tiên em giới thiệu các bác là bộ mic không dây đến từ thương hiệu là Zigma Sound M4 Vodka Set Pro, tức là chuyên dùng cho các bác chơi karaoke gia đình nhé. Mic Zigma Sound, con này thì hiện tại có mức giá là rất đẹp nhé. Giá con này em nói thật các bác là các bác chả tưởng tượng được đâu, nó hợp lý lắm. Đây là toàn cảnh cái bộ mic không dây này. Khi mở ra thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, phiếu bảo hành nhà hãng này, tay mic, pin, đầu thu, nguồn chống năn, dây cắm mic, anten. Đấy. Và đây là những cái em đã để sẵn lên đây. Đó. Đây là mic QT Acoustic C500. Con này là cũng thuộc dòng là chuyên dùng cho karaoke gia đình các bác nhé. Cái này thì ngày trước em có giới thiệu rồi. C500. Con này giá bằng con này. Thì em cũng mở ra quay giới thiệu review qua thôi cho các bác. Đấy. Bảo nên clip là chuyên dùng những cái hàng này cho các bác đi chơi gia đình, karaoke gia đình. Mà bận quá không quay được. Đây là cái đầu thu này. Hai tay mic này. Pin nhà hãng tặng kèm này, cục nguồn này, dây mic này, chống năn, anten, đó là tổng bộ của QT và Zigma. Ở bên cạnh đây là những cái mic không dây em đã có bày sẵn ở đây. Bày sẵn đây. Đó. Đồ đạc nó hơi bừa thì các bác thông cảm. Thì các bác đang xem đây là cái hai cái bộ mic nhá. Đó, hai bộ mic QT và Zigma. Dưới nữa là chiếc vang SV1000. Dưới là cục đẩy hai kênh C800 và dưới cùng là chiếc cục đẩy Zigma. Đấy. Thì hai cái bộ mic này hiện tại bên em đang chào bán với chung một mức giá là 1.950.000 một bộ và bao ship cho các bác, bao test. Đó. Bận quá chưa nên clip được thì đây em quay qua cho các bác xem nhá. Đấy, đây là cái mặt trước này, mặt trước sản phẩm này. Ôi điện thoại đơn luôn này. Đó. Kênh A, kênh B, trên A, trên B. Thì tiện đây em cắm điện luôn cho các bác xem nhé. Không phải các bác ấy cứ bảo là quay toàn quay mù, tức là quay không cắm điện. Cắm điện lên này, sẽ bật lên này, em bật lên. Đó. Hai bộ mic nhìn trông rất là đẹp. Đó. Màn hình hiển thị màu này. Đó. Hai bộ đều 1.950.000 nhé. Giá như nhau. Và trên đây là tay mic này. Em quay luôn cho các bác xem một cái tay mic. Đây là tay của C300. C300. Đó. Và cái tay này là của Zigma Sound này. Đó. Hai bộ mic này thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp nhé. Thì thật ra hai cái bộ mic này này, linh kiện vỉ máy bên trong giống hệt nhau, khác mỗi cái là mặt trước thôi, để làm đa dạng cái mẫu mã trên thị trường mà. Đó, đều có khuy tai này. Đấy. Thì các bác nào quan tâm thì tiện đem giới thiệu luôn cho các bác ở quản lý nguồn. Cái này là gọi là quản lý nguồn hàng phổ thông nhá. Cái này em bán mới là vào có 900 chưa ship. Ship thì cộng thêm 100.000 nó gọi là 1 triệu, tròn triệu quản lý nguồn. Đó. Đóng ngắt từng kênh một. Đó. Đấy. Thì giới thiệu qua với toàn thể các bác cái bộ mic không dây của QT Acoustic và Zigma Sound. Sắp tới nữa thì em sẽ review lại cái bộ mic không dây của CB Audio, nhưng mà chắc là review video riêng, còn đây là video giới thiệu tổng hợp hai sản phẩm của hai hãng, đó là Zigma và QT Acoustic.
Hai sản phẩm này thì hiện tại trên thị trường đang có bán rất nhiều. Và bên em thì đang còn ít hàng. Xả kho nốt. Cảm ơn nha, xả kho nốt. Sang cửa hàng mới mà toàn xả kho mới thành lý này, chết dở nha. Ok nhé, thì trên đây video giới thiệu và hai cái sản phẩm mic không dây của QTE Acoustic và Zero vào sau. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Trong clip lần sau thì em sẽ test thử chất lượng âm thanh của hai sản phẩm mic không dây này để các bác cùng xem. Và nếu như có thời gian rảnh rỗi thì em sẽ mở hẳn ra quay chi tiết cho các bác cùng xem. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.